thưa quý vị khán giả, Tiểu Lâm Tứ Trụ là nơi tìm ra các truyền nhân dành cho bốn hài phái tại Tiểu Lâm Thôn. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng gặp lại tất cả những gương mặt của các môn sinh đã được lựa chọn trong chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Trân trọng mời lên sân khấu ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, và ông Nguyễn Thành Phú, giám đốc Z Studio sẽ lên để trao kỷ niệm chương cho các môn sinh từ các hài phái ngày hôm nay. Xin mời. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả các môn sinh ở chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Xin được cảm ơn ông Lê Quang Nguyên và ông Nguyễn Thành Phú. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng tất cả các bạn. Trước khi biết được kết quả đêm nay, trước khi chúng ta biết được hài phái nào cũng như môn sinh nào trở thành quán quân của chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ mùa đầu tiên, thì bên cạnh giải thưởng chính, ban giám khảo cũng đã quyết định dành tặng giải môn sinh tiềm năng dành cho mỗi một môn sinh của mỗi hài phái. Nhưng đặc biệt, sự lựa chọn này lại do các sư phụ của các hài phái khác lựa chọn. Cho nên đầu tiên, chúng tôi xin được mời nghệ sĩ Minh Nhí. Anh sẽ lựa chọn môn sinh tiềm năng cho hài phái nào? Đồng hành với các bạn, thì Minh Nhí phát hiện ra một bạn rất yêu nghề. Minh Nhí muốn dành tặng phong bì này cho Du Kỷ, hài phái Tạp Kỷ. Du Kỷ, mời bạn bước lên sân khấu. Tôi rất là mến yêu Minh Nhí, người là bạn của tôi. Chính vì vậy cấp môn sinh của Minh Nhí tôi cũng rất yêu mến. Và trong cái đội của Minh Nhí thì tôi chấm bạn môn sinh Chu Thanh Vân. Chu Thanh Vân, xin mời bạn cùng bước lên sân khấu. Với tôi thì có một người trong bốn người ngồi đây, xa mặt mà cách lòng là cái người mà tôi luôn luôn muốn gần gũi với cô ấy. Nhưng cô ấy không chịu. Nhưng cô không chịu tôi. Thôi thì cho tôi được đá bóng bật tường bằng cách là tôi thích môn sinh của cô ấy để gửi gắm rằng là tôi thích cô ấy. Xin được gọi tên bạn Trang Tuyền. Trang Tuyền, mời bạn. Trong cái đội tỉnh queo của cô Hồng Vân, đến bây giờ thì rất là ưu ái và rất là vui vẻ tặng cái món quà này cho bạn Hoàng Linh. Hoàng Linh, chúng tôi mời bạn bước lên sân khấu và xin mời bốn vị sư phụ cùng tiến lên sân khấu và trao tặng những phong bao lì xì như những lời chúc tốt đẹp, những điều may mắn, những lộc xuân năm mới dành cho các thí sinh, các môn sinh của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng các môn sinh tài năng và xin được cảm ơn cả bốn vị sư phụ của bốn hài phái trong chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Đêm nay chúng ta đã chứng kiến bốn câu chuyện, bốn tiểu phẩm thật hay từ bốn hài phái khác nhau. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ biết được kết quả của đêm chung kết chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Đầu tiên, đồng giải ba, chúng tôi chúc mừng Phạm Yến từ đội Khánh Hải chào vốn Thanh Thủy. Một cái tên tiếp theo được gọi cho giải ba đó chính là hài phái Tạp Kỷ của nghệ sĩ Đức Hải Phúc Yellow. Các bạn sẽ nhận kỷ niệm chương của chương trình và phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Thưa quý vị, còn lại hai hài phái đó là hài phái hoạt hình của nghệ sĩ Minh Nhí với môn sinh Minh Dũng và hài phái tỉnh queo của nghệ sĩ Hồng Vân với môn sinh Xuân Nghị. Ai sẽ là người đạt giải quán quân và ai sẽ trở thành á quân của chương trình ngày hôm nay? Minh Dũng và Xuân Nghị thân mến, tổng số điểm các bạn có được từ phía giám khảo và cả khán giả trong đêm nay đều là 39,7 điểm và số điểm bằng nhau cho cả hai bạn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để lựa chọn ra á quân và quán quân của chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Điều đó có nghĩa là cho dù
các bạn có là á quân hay quán quân thì các bạn đều là những người chiến thắng, đều được tất cả mọi người công nhận vị trí bằng những điểm số của mình. Cho nên ngay bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi sự may mắn và cơ hội của mỗi người thôi. Trong đây chúng tôi có hai bì thư. Một có ghi chữ quán quân, một sẽ là á quân. Ai sẽ là người bóc trước? Anh lớn anh bóc trước à? Thôi anh lớn anh nhường em được không? Không chịu luôn hả? Vậy thôi tùy em. Nếu như mà anh Dũng bốc trúng quán quân hay là nhì đi chăng nữa thì em với anh Dũng là cũng là quán quân ở trong lòng nhau rồi. Vậy thì xin mời Minh Dũng. Rồi. Và suy nghĩ. Sự may mắn một lần nữa đã đến với Minh Dũng trong đêm nay. Bạn đã nhận được giải quán quân của chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ. Và xin được chúc mừng Xuân Nghị. Xuân Nghị, bạn đã trở thành á quân của chương trình ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Xuân Nghị, bạn trở thành á quân của chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ mùa đầu tiên. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thanh Thủy và nghệ sĩ Đức Hải, xin được chúc mừng bạn. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng mời lên sân khấu ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long, sẽ trao giải quán quân của chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ mùa đầu tiên trị giá 200 triệu đồng dành cho Minh Dũng đến từ Hài Phái Hoạt Hình Minh Nhi. Chúng tôi một lần nữa xin được chúc mừng Minh Dũng, xin được chúc mừng Hài Phái Hoạt Hình của nghệ sĩ Minh Nhí. Xin được cảm ơn ông Lê Quang Nguyên. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Tiểu Lâm Tứ Trụ mùa đầu tiên đã khép lại với giải quán quân thuộc về môn sinh Minh Dũng đến từ Hài Phái Hoạt Hình của nghệ sĩ Minh Nhí. Nhưng thứ tư tuần sau, chúng tôi sẽ mở ra một chương trình hài mới hấp dẫn không kém. Đó là sự kết hợp của 6 cặp đôi, mỗi cặp gồm một ca sĩ và một diễn viên hài trong một chương trình hài hước vui nhộn. Cặp đôi hài hước cũng được phát sóng trên khung giờ quen thuộc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần, kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cuộc tranh tài hoàn toàn mới lạ với sự kết hợp kinh ngạc và ăn ý của một ca sĩ và một nghệ sĩ. Võ Minh Lâm, Bảo Lâm, Huỳnh Tiến Khoa, Đôn Nguyễn, Tô Thiên Kiều, Lê Hùng, Tuyền Mập, Châu Gia Kiệt, Tùng Linh, Mai Yến Chi, Hải Yến, Huy Nam. Các cặp đôi sẽ mang đến những tràng cười thoải mái và bùng nổ trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước. Giám khảo quyền lực cặp đôi vui tươi hài hước. Thanh Bọt Kiều Quang, cặp đôi vui tươi lãng mạn Lý Hùng Việt Trinh, những màn trình diễn hài hước bá đạo. Con cuộc của tôi chữa được bách bệnh mà vừa thân thiện với môi trường. Bệnh của tao chữa được không? Bệnh gì? Bệnh bông. Hỏi đường không? Đúng rồi, đường Lý Hùng cắt cái Việt Trinh. Thấy cái vườn bông vườn quanh cái đài phun nước thành bạch đó. Đón xem cặp đôi hài hước tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 8 tháng 2 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2017 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Làng hài mở hội mừng xuân tiếp tục hội ngộ với quý khán giả với chủ đề tình xuân. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngôi. Chị là nữ hoàng nước đá yêu ta. Ta biết con hai người họ đã đi theo nữ hoàng nước đá. Hả?
thì đó nó đi qua nhà bà Hoàng bán nước đá đầu hẻm nhà mình chơi. À. Bây giờ muốn được có quà thì nhắm mắt lại rồi cầu nguyện đi. Dạ, cầu nguyện trời Phật làm ơn cho ông Tám ông tặng cho con 100 đô. Làng Hài mở hội mừng xuân chủ đề tình xuân phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2017 nhằm mùng 6 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.